Thời tiết đang nắng đẹp các bác ạ. Ôi hết bột à. Ôi, còn có tí thôi. Tí nữa mình phải gọi luôn bổ sung thêm một xe bột. Gạch thì gọi rồi. Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Thời tiết đang rất là ủng hộ cho anh em đội thợ xây các bạn. Đang nắng ráo đẹp, anh em tranh thủ tăng tốc. Cửa này để mấy mét đây đây anh mua? 2 mét. 2 mét à? 2 mét là thoải mái rồi. Không thể bỏ ép công xe trừ đi một tí. Bác bảo là to quá ạ. Bỏ ép công trừ đi một tí xem như nào. To quá à? Ồ, chết thôi. Anh chịu. Thế là người ta còn thích nhà cao cửa rộng mà bây giờ cửa to ra lại không thích. Cửa rộng ra là còn tốn tiền đấy. Nó bảo tí không bảo ép công. Trừ thôi. Anh chỉ biết xây. Bó chạy đâu rồi? Không biết được. Chắc là chạy lên nhà. Hai hàng. Chiều nay chắc lên được khoảng tầm 3 hàng. Gạch các anh chuyển hết từ kia ra đây rồi à? Ai chà, tí nữa mà xe nó vào thì đổ ở đâu được đây? Các anh phải chở rồi. Quả vệ sinh này. Thao rộng. Nhanh không một vàm nữa là rét mới mưa đấy. Gạch tí nữa cho đổ đâu được nhỉ anh quả nhỉ? Bây giờ xe chắc chắn là nó sẽ không thể lùi được lên đây rồi. Không lùi được đâu. Cùng lắm là họ sẽ đứng ngang, quay ngang đây đổ xuống đây. Đấy, quay ngang đổ xuống đây thôi. Xe không quay được. Chỗ này lên một hàng nữa là anh bố trí là đổ luôn cái mặt bàn bếp nhé. Đổ luôn cho nó gác luôn vào đây là nó tiện luôn. Đấy, sau này bọn anh xây cũng tiện. Nhà tắm nhớ để u thoáng này. Đấy, khu vực này để cho em một cái cửa sổ. Và cứ lên đến hàng thứ 5 là bắt đầu để cửa sổ được rồi. Cửa sổ của tôi đẹp là 80 x 1 mét nhá. Rộng 80, cao 1 mét. Đấy là hợp lý rồi. Thế còn cửa chính là cứ như thế kia thôi. Bó không biết gì đâu. Đấy, ở trong cái nơi gọi là tối tăm nó quen rồi. Bây giờ ra sáng chắc là không quen lắm. Đây là thích để bé à? Làm rộng như thế này là còn tốn thêm tiền đấy. Không hề đơn giản đâu. Nhưng mà Apo không hiểu, chưa hiểu được cái mục đích là để rộng để làm gì. Đấy, để rộng để sau này hàng quán đây nó sẽ tiện lợi các bạn. Đấy. Nếu mà theo đúng ngôi nhà của bà con người Mông ấy là cái cửa chính là để rất là nhỏ thôi, nhỏ và thấp. Đấy, thậm chí là tay như em công bình thường cao có 1m6 là với chưa hết một tầm tay là đã tới cái đố cửa trên rồi. Và cửa rất là nhỏ. Cửa nhà Apo này sau này anh em mình sẽ thiết kế một cái bộ cửa kéo. Đấy, cửa kéo sang hai bên cho nó khi mà đẩy hết hai sang bên thì cái diện tích ở giữa nó sẽ được rộng hơn và nó sẽ được gọn. Nhìn lại thì phòng khách không hề nhỏ tí nào các bác nhá. Rất là rộng rãi luôn. Lúc đầu anh Tommy bảo là anh em mình cố gắng làm sao mà xử lý cho nó được khoảng tầm 25m². Đấy, nhưng đây là cũng nó cũng trên 20m² rồi. Rộng rãi thoải mái luôn. Đấy, có một cái góc này sau này cũng như nhà anh A Hờ ấy. Đấy. Bàn ghế của nhà Apo thì là bàn ghế salon bằng sắt rồi. Như kiểu của nhà Apo áo luôn. Đấy, còn chỗ này thì đấy, chỗ này anh chỉ thêm ra đây một hàng là ok rồi. Một lúc tốt là mà chỉ luôn này rồi mà chỉ
cái này thì cũng đang rất là vướng rồi các bạn. Ok, bây giờ là các anh xây xong đến bằng khẩu đi. Trong này là không còn cái đồ gì đi thì bảo gia đình Apo là san. Vì là những cái chỗ này em công là vẫn còn phải đào lên để lắp những cái ống thoát nước. Đấy, thứ nhất là ống thoát nước của chậu rửa bát này, trong nhà vệ sinh và cái máy giặt này. Đấy, máy giặt chắc có lẽ là anh em mình sẽ thiết kế là để ở góc kia. Thứ nhất là nó thoáng này, thứ hai là nó cũng gần cái khu vực cửa nhà tắm thì sau này nó sẽ tiện. Đấy, tắm rửa xong cái nó có thể bỏ quần áo ra máy giặt là giặt rũ được. Nào sao nào, ra đây xem nào, sao mà không thích cửa rộng à? Hả? Hả? Người ta muốn cửa rộng mà không được thì sao, là mình cửa rộng quá là mình không quen à? Hả? Nhưng mà bác Hờ phải dùng cái này. Thế sao biết thế rồi là vẫn còn bảo đội anh Hờ là bảo rộng quá là thế nào? Đúng, bây giờ chưa có tiền mua của mua hàng. Không có thì phải kiếm chứ. Hả? Phải xuống đây ở xong là có hai cháu ở bên Canada cho 4 triệu rồi đấy thôi. Hả? Không nhớ à? Thế sao vẫn kêu cửa rộng? Hả? Hay là thích làm cửa bé tí con này? Bác có thì làm này được. Anh em đã tính cho hết rồi. Đấy, sau này chỉ xuống đây là chịu khó ngồi ở nhà bán hàng trong quán thôi. Còn vợ đi làm việc khác. Đấy, cho nó nhàn người rồi. Đấy, chân cẳng đã không làm được cái gì rồi. Nhá. Nếu mà nói về quán hay cửa như thế này là vẫn còn nhỏ ấy, nhẽ ra phải rộng nữa. Nhưng mà nó rộng như thế này là nó sẽ cân đối với cái ngôi nhà của Apo, hiểu chưa? Sau này cửa nó sẽ không mở. Đấy, cửa nó sẽ dồn vào đây này. Bên này một cánh, bên kia một cánh, cửa xếp kéo ấy, nhìn thấy cửa đấy chưa? Nhìn thấy rồi. Nên sau này chỉ việc ngồi trong nhà vắt chân và bán quán thôi. Sao mà toát mồ hôi thế, đi đâu về đấy? Chính nhà xuống. Nước hôm nay có đầy teo không? Bơi đầy mà. Chú ý cái đấy nhá. Không là thiếu. Bây giờ là các anh là sẽ xây liên tục đấy. Đó. Đang tranh thủ trời tạnh giáo là sẽ xây liên tục để đến khi được lợp mái nhá. Nào Apo còn cái gì thắc mắc nữa không? Không có. Không có gì. Không còn gì á? Thế sao lại thắc mắc đội anh Hờ? Đấy, sau này có phòng ngủ trong này này. Nhá. Bên này một phòng ngủ, bên kia phòng ngủ, không phải che rido như kiểu ở trên nhà nữa. Đấy, bên trên này có cái gác xem này. Đấy, trèo lên đấy ngủ cũng được. Đây các bạn. Cái lối đi chỗ này sẽ là một cái lối đi lên trên gác xếp. Đấy. Trên này thì anh em mình ở phần trên này sẽ thiết kế bằng khung sắt, sau đó là dùng ván ép để làm cái gác xếp cho nhà Apo này. Lúc đầu thì anh em không nghĩ đến cái lối đi này đâu. Đấy, bình thường như gác xếp ở trong thôn trong bản là mọi người là cái thang dùng như kiểu của nhà Apo đây là cũng dùng thang tre thôi. Đấy, nó cơ động là để vác đi vác lại, ví dụ như có việc gì là lại vào lấy cái thang đấy. Nhưng cái thang này được của nhà Apo là anh em sẽ gắn cố định vào cái góc kia. Đi là bước lên. Đấy, chứ không phải bò, không phải trèo nữa. Mặc dù thì nó sẽ hơi dốc một tí. Đấy, còn nếu mà để được ra tới đây này. Đấy, nếu mà để được ra tới đây thì cái độ dốc nó sẽ giảm đi. Nhưng mà cái cửa buồng này sẽ không bố trí được ở phía trong này. Mà cái cửa buồng nó lại phải nằm ở vị trí này. Thì anh em mình không muốn là cái cửa ra phía ngoài. Đấy, muốn là khi mà khép cái cửa chính lại, mọi cái sinh hoạt các thứ của nhà Apo kể cả đi ngủ là nó cũng yên tâm. Chỉ cần khép cái cửa chính vào là khóa thôi. Đấy. Đấy, bây giờ xây lên rồi, nó bắt đầu thành hình rồi các bạn. Thì mới thấy những cái vị trí nó còn dư này này, nó cũng tương đối là rộng. Cũng không hề là chật hẹp lắm đâu. Đấy, và cũng vẫn thoải mái cái hành lang của con đường. Đấy, mỗi cái góc này thì cảm giác là nó ra thôi. Nhưng mà đây thực tế ra hôm nọ anh em mình đo nó vẫn còn được đâu đấy 1m4, 1m5. Vẫn thoải mái. Đấy, khoảng đường này đây các bạn này. Đấy,
từ đây lên kia là vẫn còn thoải mái rộng rãi. Và ngôi nhà của A Pó sau này nó sẽ nổi lên tương đối là cao. Đấy. Mưa gió các thứ nào cũng không phải lo rồi. Làm cái bờ kè lên thì lúc đầu thì cũng có rất là nhiều ý kiến, nhưng mà đến khi xây lên các bác thấy đấy, nhìn nó tương đối là vững chãi. Những cái lỗ kia kìa, những cái lỗ kia anh em mình sau này sẽ cho bít bớt lại, mình không để rộng như thế. Đấy, đập thêm một tí gạch nữa nhét bớt vào để cho nó chỉ bé bé bằng những cái khe kia thôi. Đấy là thoải mái thoát nước rồi. Vì ở phía trên thì em công cũng để cho các anh em là quay ngang một hàng gạch khóa lại, xong là láng bê tông gần như kín ở trên mặt rồi. Đấy, nước nó có ngấm thì nếu mà ngấm nắm thì chủ yếu là do ở phía vườn của nhà A Sùng là nó đọng nước thôi. Đấy. Còn nếu mà trên vườn nhà A Sùng không có nước mà nước nó chảy đi thì cái kè bờ kè này không bao giờ xảy ra vấn đề gì. Đấy, sau này những cái đá này cũng vậy, anh em cũng đã có những cái dự tính là xây xong nhà đâu vào đấy đi. Khi mà các anh xong hết những cái công việc ở phía trong nhà thì sẽ dùng cái đá này. Đấy, kè luôn nó vào đây. Kè luôn nó vào cái hết cái đất của nhà A Pó này, xong là láng đổ bê tông cho nó sạch sẽ. Đấy. Bây giờ giải phóng được cái đống gạch này rồi này các bác này. Đấy. Khoảng trống ở đây là đấy, còn từ đây đến cái chỗ phía bếp kia thôi. Sau này có muốn làm bếp củi các thứ thì cơi nới thêm ra đây. Có thể lợp một mái ra đây hoặc là một mái ra đây cũng được. Đấy. Đun nấu các thứ, nấu rượu, nấu cám, làm đậu các thứ là ở cái khu vực này. Sau này anh em cũng sẽ bố trí những cái vòi xả nước ra phía ngoài này. Đấy, tạo như kiểu là một cái sân giếng ấy. Thì làm ở ngoài thì nó sẽ không bị ẩm ướt nữa. Đấy. Còn từ cái bếp này hất vào trên nhà là không gian sinh hoạt, rồi thì quán xá. Quán xá thì ở trên nhà rồi. Như thế kia là đảm bảo thoải mái rộng rồi. Đấy, đi ra đây này. Đấy, sau này khi mà nó xong xuôi ấy, thì sẽ tính đến cái việc là lốt cái phần bếp đằng này. Đấy, bể phốt các thứ là anh em mình sẽ dồn về đây nhé các bác nhé. Đấy, cái bể phốt sau này sẽ đào góc này và một cái bể tự ngấm nữa. Bây giờ thì chỉ có phương án đấy thôi, và bể tự ngấm vẫn phải có những cái ống thoát tràn. Nó ngấm không hết thì nó sẽ thoát ra ngoài này. Thì sau này cái việc mà làm ống thoát xuống đây rồi có làm được sang bên kia hay không thì sẽ xử lý sau. Nhưng mà cái bể tự ngấm đấy thì nó đại đa số là tất cả những nước thải trong cái khu vực nhà A Pó này nó sẽ ngấm hết xuống đấy. Đấy. Làm lên mới thấy này, các bác này, cái nhà tắm vệ sinh của A Pó thoải mái rộng rãi luôn. Sau này cho cái bệ bệt. Gọn hết. Đấy, và đây này, đây còn kè vào đây thì nó sẽ còn một cái lối. Đấy, hành lang từ đằng kia về đây. Sau này bà Hiền hỗ trợ cái việc mà rào rậu, anh em mình sẽ rào làm sao cho khi mà kể cả có nhà A Pó đi vắng thì những cái đồ đạc các thứ để ở đây là vẫn thoải mái, không sợ gì cả. Đấy, bà còn bảo là rào cả đây nữa cơ. Đấy, rào cái lối này này các bác này. Đấy, cái này ví dụ như sau này mà chưa làm được thì anh em mình cũng rào vào để chờ sẵn một cái cửa. A Pó về đây nào. Đấy, ở đằng này là sẽ tiện này. Ví dụ như mà có chuyển được chuồng trại các thứ xuống đây, lấu cám lấu bã ở đây luôn là đưa lên chuồng trên này. Đấy. Nhưng mỗi cái là lấu ở đây thì A Pó là không trèo được rồi, không xách được rồi. A Pó xuống đây là cái mục đích cho A Pó hạ sơn là cho A Pó đỡ vất vả, đỡ khổ đi, và cho gia đình A Pó là có thêm một cái nguồn thu nhập. Đấy, đỡ phải đi gọi là trông chờ vào cây ngô, cây đỗ nữa các bác. Đấy, vì là hôm vừa rồi anh em mình có những cái thước phim thì các bác cũng thấy đấy, nhà A Pó là vợ A Pó là cũng tương đối là biết nhiều cái nghề. Ví dụ như làm đậu phụ này, làm tẩu chóa này, làm lấu rượu này. Đấy. Nhưng mà ở đây thì bà con ở đây là cũng quen với cây ngô, cây đỗ rồi. Nên là làm những việc đấy là vợ A Pó cũng làm được. Bây giờ thì chỉ cần
một cái bộ dụng cụ thôi. Đấy, một bộ dụng cụ nấu rượu này, với lại nấu làm đậu. Đấy, thế là vợ thì làm, chồng thì bán. Đấy, có một cái nguồn thu nhập ổn định thì cuộc sống nó mới đỡ vất vả được. Đấy. Anh em mình gọi thêm một xe gạch. Đấy, bây giờ là cứ chơi trò gọi là hết, gần hết thì lại bổ sung thôi các bạn, chứ không có chỗ để mà để nữa rồi. Đấy, thậm chí là bây giờ người để mà nhờ người đi, mỗi lần nhờ người là cũng hơi khó. À, bó thì chân cẳng này đi lại là khó khăn. Đấy, về lại bảo vợ đi nhờ người, nhưng mà nhờ vào những cái thời điểm mà bà con ai cũng đi làm. Đấy, thật sự là ở đây thì anh em rồi thì bà con ở đây người ta cũng rất là nhiệt tình, mới gọi là cứ có công có việc gì là nhờ cái người ta cũng đến luôn. Nhưng mà hôm nay thì nó đang nhỡ buổi rồi. Đấy, nó cũng không hẳn là sớm mà nó cũng không hẳn là muộn. Không thì em nghĩ này, mai mình cho thêm gạch vào nữa đi. Có nghĩa mình tập kết đủ gạch luôn, cho vứt xếp sát vào chân tường này cũng hết. Được, đấy. Nếu không thế thì để bó nhờ người một buổi thôi, để cho anh em. Bây giờ không biết là tí nữa xe liệu có lùi có đổ chút được xuống đây không. Còn nếu mà không được thì chỉ có là mở bửng xong là vứt xuống đây. Đấy. Mai thì cũng cho anh em là xe là tập kết luôn một xe bột nữa các bạn. Đảm bảo làm sao là anh em thợ xây lúc nào cũng đầy đủ vật liệu để làm. Đang tranh thủ thời tiết nắng ráo là xây làm sao cho nó thật nhanh nhất có thể đến giai đoạn được lợp mái. Thì là nó có mưa thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Với thời tiết ấy thì đợt này thì anh em mình cũng xem dự báo thời tiết các kiểu. Đấy, báo nào thì không khí lạnh nào thì chuẩn bị có mưa. Mà bây giờ nó đổ mưa xuống cái là không làm được cái việc gì luôn. Đất cát nó dính. Tháo ơi, lùi đít đổ xuống cái chỗ này được không? Thế thì em phải đợi một tí nhá. Nó nhờ người nó mở cái bửng nó. Có cần quay đầu thì cứ quay đâu. Không thì cứ đổ vào đây không là tí nữa người nhà. Xong có kịp chở cho anh xe bột không nhỉ? Kịp không? Không thì sáng mai chở sớm đổ đây nhá. Em đi một chuyến để cho nhà dưới kia. Mai nó không có găng tay à? Ui cẩn thận đấy, nó đổ vào người đấy. Cứ ném xuống đây này. Các bà nhanh phết nhỉ. Nhẽ ra theo thiết kế là sẽ xây tới đây đấy nhỉ. anh định xây vào rồi đúng không? Không, để như thế này cho nó rộng anh ạ. Cảm giác nó rộng ra hẳn. Đấy, sau này khi mà lên nhà chỗ này nó không có cái bức tường. Đấy, đi thông một phát xuống bếp. Đấy, bàn bếp ga thì ở vị trí này này các bác này. Đấy, bàn bếp ga sẽ sau này sẽ bảo các anh là làm hết cái khu vực này luôn. Đấy, để một cái chậu rửa bát. Đấy, mà một cái bàn bếp ga chỗ này anh em sẽ để một cái cửa sổ. Đấy, lúc đầu là tính định xây tách rời cơ. Và sẽ làm một cái cửa khoảng 80 đến 90 phân để đi xuống bếp. Nhưng mà rồi khi mà lên định hình rồi thì anh em mình thấy là vì muốn cho nó liên hoàn từ nhà này, phòng khách này, phòng ngủ các thứ nó liên hoàn với nhau thì
bớt những cái bức chắn này đi thì nhìn cái ngôi nhà của Apo nó sẽ rộng rãi ra. Đấy. Lúc nãy là để cái cửa này. Đây anh em mình đang để cho nó rộng 2 mét là Apo xuống là bảo rộng quá. Đấy. À, không quen cửa rộng, không quen cửa to. Đấy, chỉ thích làm những cái cửa bé bé thôi, tối om thôi. Đấy, giải thích thì mới hiểu đấy các bạn. Sau này đằng trước này sẽ hạ xuống nữa. Hạ xuống để làm khoảng tầm 2-3 bậc. Đấy, như kiểu tam cấp để đi lên được trên này. Ở bên trên cái phần gác xếp là anh em mình cũng làm luôn một cái cửa sổ các bạn. Nó như kiểu cửa sổ của một cái tầng 2 ấy. Cửa sổ của phòng này thì anh em mình sẽ để bên kia. Đấy, của phòng này sẽ để ở phía mặt đằng trước. Xây lên rồi mới thấy là cái phòng phòng ngủ này cũng không hề nhỏ một tí nào đâu. Lúc đầu khi mà mới đào móng, mới gọi là vẽ móng xong là đào đất cát các thứ là nó bồi lên. Đấy, nhìn cảm giác nó rất là nhỏ, anh em mình còn sợ là nó nhỏ quá. Đấy, thì sau này là sinh hoạt gọi là ngủ trong này là kê được một cái giường là nó chật hết, nhưng mà bây giờ lên là thấy nó rất là rộng các bác nhá. Đấy, sau này trong này vẫn thoải mái kê được một cái tủ nữa cơ, kể cả kê một cái tủ áo vẫn ok. Đấy, và cái góc cánh gà này thì cũng gần giống như của nhà anh Hờ này. Đấy, bàn ghế của nhà Apo này anh em mình đã làm xong hết, xong xuôi hết rồi. Đấy, mấy hôm vừa rồi là có em thợ ở nhà này em mới làm xong hết rồi. Đấy, khi mà nhà Apo hoàn thiện xong xuôi đâu đấy là những cái đồ đấy là anh em mình sẽ chuyển luôn vào. Những cái này vì các anh là muốn là xây cho nó nhanh. Đấy, gọi là sợ thời tiết nó mưa bão mưa gió, là hôm trước là nhẽ ra là anh em mình bảo là nhà Apo là xuống khi mà đổ tháo cốt pha ra thì là san hết cái đất này ra. Bây giờ là gạch kiếc nó vào như thế này rồi thì phải để mấy nữa xây xong hết đã. Cứ xây chát được đã các bạn. Cái nền này là cái phần cuối cùng mà, cái nền ở dưới mà. Vẫn còn đúng không? Ây da, đúng là cứ phải dùng đến sức người chị nhờ. Không có là không ổn. Không có. Ôi chết. Điện thoại mình gọi ai à? Không có là không ổn. Không có bà con đến giúp đỡ thì đúng là nhà Apo thì mọi cái đều phải thuê hết các bạn. Đấy. Anh em mình sẽ tí nữa sẽ trao đổi với Apo là sáng mai sẽ tập kết thêm gạch vào. Đấy, để cho là hạ một thể đi, nhờ người cho nó gọi là đủ buổi đi. Chứ bây giờ nhờ kiểu mà xe vào xong là mới chạy đi gọi thì nó mất chủ động các bạn. Bà con thì cũng thật ra là bà con là nhiệt tình lắm thì mới chạy đến đỡ cho Apo đấy. Vừa mới xong thì anh em mình vừa có một cuộc trao đổi với anh Tommy, có một số cái phần mà anh ấy góp ý
Đấy, cũng chỉ có các bác rồi để các anh, các bác khán giả rồi thì các mạnh thường quân có hay theo dõi, có quan tâm thì mới có những cái sự góp ý rất là tuyệt vời đến với anh em mình. Chỗ này thì anh Tùm Y nói là cái cầu thang này này các bác này. Cầu thang này thì là anh em mình đang dự định là làm hết cái khu vực này. Thế nhưng mà nó lại bị một cái bất cập. Đấy, em Công là cũng không nghĩ đến đâu, vì là đằng sau này còn một cái khoảng trống nữa. Đấy, đằng sau này còn một khoảng trống nữa mà nếu mà làm kín vào thì sau này chỗ này là sẽ, một là sẽ không để được đồ. Thì anh Tommy có một cái góp ý là làm cái cầu thang nó nhỏ lại. Nhưng mà bây giờ với cái diện tích này đang lo đây là làm bé lại nữa thì không biết là đi kiểu gì, đi sẽ cực kỳ vất. Đấy, cái phần này thì anh em mình sẽ lưu tâm để khi mà xây dựng gọi là lên xong xuôi thành nhà đã các bạn. Thế còn ở đây và có một cái phần này nữa thì anh ấy góp ý cũng rất là hay này. Đó là bên trên cái gác xếp này thì để một cái lan can. Đấy, để một cái lan can thấp thấp khoảng tầm 7 đến 80 phân và rộng dài khoảng tầm 1m8 đến 2m. Thì cái này sau khi xây lên đã. Xây lên này, đổ sang cửa tất cả. Đấy, cái này, cái hành lang này đi vào thì nó sẽ phải cao hơn cái phần cửa. Đấy. Nó gần như là đến mặt của ấy luôn. Anh em mình sẽ để cho nó tới mặt của cái phần gác xếp luôn. Sau đó đổ sang. Đấy, nếu mà thiết kế được thì anh em mình sẽ để một cái hố lan can ở đây. Để có thể là anh ấy bảo làm sao lại phải để như vậy là để khi mà ngủ ở trên. Đấy, ở trên thì mình vẫn có thể quan sát được ở cái phía dưới cái phòng này. Cũng là một cái ý rất là hay. Đấy, rất là cảm ơn những cái sự góp ý của anh Tommy. Thậm chí là có còn rất là nhiều những cái công việc nữa mà anh cũng đang góp ý cho em Công rất là nhiều. Và đặc biệt thì anh là một nhà hảo tâm. Đấy, rất là đồng hành với anh em mình cũng được mấy hoàn cảnh rồi. Đấy, vừa rồi thì em Công có đi làm nốt cho hai mẹ con ở chuồng bò bên kênh Tam Giác Mạch, cái phần mái cũng là do anh tài trợ này. Đấy, phần kè rồi thì sau này hệ thống cửa giả mái tôn của nhà A Pó đây là cũng đều là những sự hỗ trợ của anh hết. Đấy, còn về xây dựng này các bác này, kể cả ngay từ đầu khi mà bắt đầu triển khai cái kè này cũng vậy. Đấy, chưa triển khai cái kè này là anh cũng đã gọi điện để anh có sự hỗ trợ cho A Pó. Và tất cả cái bờ kè này là đều là những cái ý tưởng của anh Tung Nghi hết. Đấy, và trong quá trình làm thì cũng nhiều bác khán giả góp ý thì em Công là cũng tiếp thu cái nào làm theo được là anh em mình vẫn cố gắng để làm cho nó tốt nhất có thể các bạn. Đấy, bờ kè bây giờ quá đẹp rồi. Và ngày hôm nay thì các anh xây là cũng được 3-4 hàng rồi. Chủ yếu là bây giờ là cái chỗ xếp vật liệu kia là cứ phải khi nào mà gạch ngói các thứ vào là cứ phải huy động người thôi. Đấy. À Bó ơi, đây nào, kể anh em người ta ấy đi. Thôi không phải xuống nữa đâu. Sáng mai gạch vào nữa nhá. Đấy, bột thì vẫn đổ ở chỗ kia rồi nhá. Đó, thì sáng mai A Pó nhờ người đi nhá, bảo bà con đến đỡ một buổi nữa nhá, để cho là đỡ phải nhờ kiểu này xe vào người ta cứ phải chờ không chủ động người, nhớ chưa. Sáng mai nhờ đông đông vào một tí, mai em Công sẽ gọi thêm 2-3 xe nữa. Đấy, cho để xếp kín chỗ kia đi, xong là bột vào. Đấy, là các bác thợ là cứ việc xây thôi. Đấy, vì A Pó không làm được. Nếu mà A Pó mà làm được thì vào này nó dễ. Về chân tay không làm được là toàn phải đi nhờ thôi. Thế bây giờ mai mình cứ nhờ đi đã nhá. Sáng mai em Công sẽ gọi gạch vào sớm nhá. Gọi gạch vào sau đấy là nhờ người người ta hạ xuống cho nhá. Đấy, không là cứ đến lúc xe vào thế này đi gọi người nó khó. Mọi người còn đi làm nữa, nhớ chưa. Nhìn thế này đã thấy nhà mình, ngôi nhà mình hình thù nó như thế nào chưa? Thấy như này có ok không? Ok. Thế mà lúc nãy lại đòi cửa bé đi. Hả? Cửa nhà bán hàng thì phải làm cửa to, cửa rộng. Thấy chưa? Cửa rộng thì sau này người ta vào mua đồ, mua nước nó mới dễ.
Bảo không có tiền vốn thì có không nhớ là đợt em Công bảo nó có hai cháu ở bên Canada là hỗ trợ cho 4 triệu rồi. Sau này anh Tommy là sẽ cho một cái tủ lạnh nữa. Cái tủ để mà để gà đông lạnh ấy, như nhà A Hờ ấy nhá. Sau này là cho một buổi đi học, một buổi về đi đỡ bố đỡ mẹ, đi lấy hàng các thứ là bé cho chịu trách nhiệm. Mẹ bảo vợ là sau này chuyển xuống đây nấu rượu. Cho nó nhàn. Nhầy. Đấy, thế là ngày kiếm 50-100 là ngon rồi. Hả? Thế bình thường nếu mà không kiếm tiền bằng bán hàng thì lấy tiền ở đâu? Lấy tiền ở đâu để mua? Đâu, không tiền đâu. Bán lợn bán gà thôi nhỉ? Hứa là để cho em Công con lợn rồi đấy nha. Để con lợn đấy để ăn Tết. Không giả tiền đâu nha, không mất tiền đâu nha. Chỉ cho không luôn. À, cho không. Đấy các bạn, cứ thi thoảng lại trêu cho nó vui thôi. Chứ còn Apo thì anh em mình chỉ vào ngay từ đầu là giúp đỡ cũng vì những cái tính như vừa xong nói đấy. Là xin cái gì một phát là cũng ok luôn. Đấy, không tiếc cái gì cả. Hy vọng là sau này ngôi nhà của Apo xong xuôi đầu đấy. Có những cái khoản vốn mà đã được các bé, hai bé ở bên cháu của cô Minh Hà bên Canada hỗ trợ rồi thì nếu như được cái sự hỗ trợ nữa từ các bác thì cho Apo có thêm nhiều cái mặt hàng để Apo ở đây đấy, buôn bán thì mới thoát nghèo được. Chứ còn trông chờ vào cây ngô mà bây giờ là không thể lao động được các bạn. Đấy, mỗi vợ là có thể đi làm được thôi, no cả mấy miệng ăn thì để mà trông chờ vào cây ngô cây đỗ thì gọi là chỉ có đồ để làm mèn mén thôi, có một tí để làm tẩu chóa thôi, chứ còn tiền nong tất cả các thứ thì cũng chỉ bán những cái thứ đấy đi mới có thể là có đồ, có tiền để mua sắm cái này cái kia. Đấy, hôm nay thì anh em mình vào cập nhật cho cô bác anh chị biết được là cái ngôi nhà của Apo đã bắt đầu hình thành rồi, đã bắt đầu xây tường rồi các bác nhá. Đấy, anh em mình sẽ còn có nhiều những video nữa. Các bác nhớ vào ủng hộ cho Apo và ủng hộ cho Hoa Đá Cao Nguyên các bác nha. Đấy, Apo chào các ông bà cô bác đi. Cho Apo chào luôn. Đó. Cháu xin chào các ông bà. Cháu xin chào các bác. Xin chào các anh. Cháu xin chào, em xin chào các chị. Xin chào các cháu. Chúc các ông bà sao này. Chúc các ông bà, các bác, các anh, các chị, các cháu chung mạnh khỏe. Chúc mạnh khỏe, đúng rồi. Xin chào các bác. Chào. Xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.